Có thể là nhờ người thân, nếu như mà không ấn thì một là có thể nhờ người thân này dùng tay ấn. Đó, dùng tay ấn để kiểm tra. Nếu như mà thấy cái điểm đau nào, tức nhói nào thì mình cứ giữ ở đây. Đây là những cái cách mà ấn lên vùng bụng để kiểm tra cũng như là khơi thông cái những cái tắc nghẽn ở vùng bụng này. Tắc nghẽn là những cái cảm giác như là đau này, nhói này, cứng này, tê bì này. Đó, thì là nó bị tắc nghẽn. Đây là đan điền này, có thể giữ ở đây. Đó, giữ ở đây. Ấn sâu và giữ xuống. Thì nó cũng tương đương với cái việc là đeo đai khí hải này, hay là đặt vật nặng lên bụng này, hoặc là ấn bằng cái chuôi của cái búa. Đó, dùng tay ấn như vậy. Bao giờ tay thì mình cũng ấm hơn và cái lực của mình nó cũng có thể là sâu hơn. Lực dồn xuống nó mạnh hơn. Để những người mà gặp vấn đề khó tiêu này thì ấn vào cái vùng này. Đó, ấn vào cái vùng này, vùng trên rốn, giữa cái khoảng giữa xương ức và cái trên rốn ấy.